Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe BMW i8. Không hấp dẫn mạnh mẽ như thời điểm vừa ra mắt, siêu xe BMW i8 đang bị xuống giá, đem đến cơ hội tiếp cận dễ hơn. Có thể nói, BMW i8 là một trong các mẫu siêu xe sở hữu thiết kế ấn tượng, mang đến nhiều cảm xúc nhất trong làng siêu xe thế giới. Thiết kế này cũng gây một vài tranh cãi, người thì cho là quá tuyệt, người thì bình phẩm, nhìn hơi kỳ. Tuy nhiên, đánh giá chung từ giới tạo xe thế giới thì đây vẫn là một thiết kế rất cảm xúc. BMW i8 sở hữu nét đặc trưng của hãng xe ô tô BMW ở chi tiết lưới tản nhiệt kép hình quả thận được viền chrome sáng bóng. Phần tản nhiệt này được thiết kế bóp gọn, kéo dài, nằm trong một giải kết nối liền mạch với cụm đèn trước vô cùng thu hút. Cụm đèn pha được đẽo ngọt, sắc sảo đi cùng với đồ họa bên trong cực kỳ thu hút. Những đường cắt xẻ táo bạo ở hai bên đầu xe có lẽ là dấu ấn đặc trưng nhất khi người ta nghĩ đến BMW i8. Các đường cắt khoét sâu này giúp BMW i8 sở hữu một cản trước không thể độc đáo hơn. Nhìn từ thân xe, cắt được dập nổi uyển chuyển, được thiết kế theo ngôn ngữ dòng chảy, trục cơ sở dài, phần nhô ra ngắn, cửa cắt kéo. Dù BMW i8 đứng yên nhưng người ta vẫn cảm nhận nó như đang vươn mình, lao thẳng về phía trước với dòng năng lượng tràn trề bên trong. BMW i8 được trang bị la zăng kim loại nhẹ ED kích thước 20 inch, góp phần tăng vẻ mạnh mẽ cho xe. Cũng như đầu xe, thiết kế đuôi xe BMW i8 mang đến nhiều cảm xúc không kém. Các đường cắt xẻ tiếp tục đem lại cho BMW i8 một phần đuôi độc đáo ở mọi góc cạnh. Cụm đèn kêu chữ C trên cao, cản sau sống động, làm người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào nội thất xe BMW i8, ta tiếp tục bắt gặp các đường cắt xẻ sập nổi đầy uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng rất tinh tế. Các nhà thiết kế đã rất thành công trong việc kết hợp hài hòa giữa nhiều vật liệu và màu sắc khác nhau để tạo nên một chỉnh thể hứa hẹn đem đến các trải nghiệm cực đã. BMW i8 có 3 phong cách nội thất khác nhau, bao gồm Neso, Capo và Halo. Neso, nội thất bọc da, spheric, màu Cardoon Grey khá sáng, kết hợp nhiều chi tiết đen tạo sự tương phản rõ rệt. Capo có thể tùy chọn các màu capo amido khá tối hay là capo carum spy gray, capo ivory white. Halo, đây là gói cao cấp sử dụng